Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Thập bát tần tử, chấp nhận số mệnh rồi sao? Ngươi cứ hấp thu đi, chỉ cần bổn thần tử cho mày một chút xem như ta thua. Ha ha. Ngươi cho rằng ta chỉ là đơn thuần hấp thu linh lực của ngươi hay sao? Ta còn có thể kéo dài tiến hóa. Ha ha, ma nhân bốn cánh tay thành rồi. Đợi bốn cánh tay của ta trưởng thành, thực lực sẽ tăng thêm một bậc. Ta đây là gián tiếp tăng cường thực lực cho tên này rồi sao? Như vậy thì không được rồi. Nhất định phải chọc nổ ngươi. Vĩnh động đan điền, mở ra cho ta. Cái gì? Cái này, linh lực hút vào trong cơ thể của ta còn tăng hơn gấp 10 lần so với trước đây. Sao hắn có thể làm được như vậy chứ? Ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao? Tiếp tục. Đáng ghét, linh lực đi vào trong cơ thể quá nhanh, ta căn bản không thể tiêu hóa được. Thập bát thần tử trong cơ thể của ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu linh lực? Linh lực quá mạnh, vậy mà đem tay ma của ta vừa mới mọc ra nổ tung rồi. Không ngờ lại là loại kết quả này. Ngọn nguồn linh lực trong cơ thể của thập bát thần tử tuyệt đối là một bí mật kinh thiên động địa. Cơ duyên, bí mật và át chủ bài trên người của thập bát thần tử đều là vô tận, đã hiện ra dáng vẻ của đế tử rồi. Đệ nhất thần tử, cảm thấy thế nào? Ta không tin linh lực của ngươi thật sự là vô tận, ta tuyệt đối sẽ hút sạch ngươi. Cứng miệng, nổ tung đi. Không hay rồi, nếu tiếp tục như vậy, đệ nhất thần tử sẽ bị nổ tung. Thần tử giám thứ 16 lấy được rồi. Đệ nhất thần tử nổ rồi. Lẽ nào đệ nhất thần tử lại chết như vậy rồi sao? Thập bát thần tử trở thành đế tử, vinh dự bên mình. Phế vật, lại thua như vậy rồi. Không phải là đệ nhất thần tử phế vật, là thập bát thần tử thật sự là khiến người khác quá bất ngờ. Bây giờ phải làm sao? Nhìn thập bát thần tử trở thành đế tử của Vũ Hóa Môn. Cho dù có như thế nào, họa thế tai tinh không thể giữ lại được. Cho dù thập bát thần tử là đế tử hay là cái gì, không giao ra họa thế tai tinh, Lão Tổ sẽ tự tay diệt hắn. Hai vị lão tổ của Vũ Hóa Môn, các ngươi dự định xử lý thế nào? Sự nhẫn lại của chúng ta cũng sắp bị tiêu hao hết rồi. Nếu như Vũ Hóa Môn không thể giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ đích thân ra tay. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Các vị đừng vội.